Đầu chương trình ấy, em thấy chị Nga có chia sẻ là trước đây chị bị nám rất là nhiều và chị chỉ sử dụng sản phẩm mỹ nhân hoàng cung này mà bây giờ da chị đã mờ nám đi, em nhìn trên da thì gần như là không còn nữa, chắc cũng phải mờ đến 96-97% rồi. Thì chị sử dụng trong vòng bao nhiêu lâu thì chị thấy cái tác dụng của cái việc mờ nám này ạ? Thực ra nếu mà cái mờ nám này thì khi mà các cái triệu chứng và những cái mờ nám một cách nó rõ rệt thì chúng ta cũng phải sử dụng cả một lộ trình nó khoảng một tháng. Một tháng Thì bắt đầu chúng ta thấy có cái cải thiện cải dần. thiện dần. Thế còn nếu như mà bình thường những người mà có cơ địa tốt thì chỉ khoảng 10 ngày chúng ta cũng sẽ thấy những cái dấu hiệu da nó sáng hơn, hồng hơn và giảm các cái vết thâm nám. Thế còn đối với những cái sản phẩm tự nhiên thì chúng ta cũng không thể Đòi hỏi nó đòi nhanh hỏi được. nó quá nhanh Vâng. mà chúng ta phải sử dụng thường xuyên và nó coi nó như là một cái thức ăn bình thường hàng ngày của chúng Vâng. ta thôi. Chúng ta chỉ Không có sử quá áp dụng lực nữa. đúng rồi chúng ta sử dụng 5-10 ngày mà chúng ta đã thấy muốn là nó phải có một lần da mỹ mãn thì không có, mà chúng ta phải sử dụng nó coi như là cơm ăn nước uống hàng ngày ạ, Vâng. thì nó mới tốt được. Và những cái người mà da nám thì cũng phải có một cái chế độ chăm sóc da nó đặc biệt hơn so với những người bình thường. Ví dụ như phải chịu khó tẩy da chết này, chăm sóc trong uống ngoài thoa, phải dùng kem dưỡng nhiều, ra ngoài trời nắng thì phải che bịt, phải dùng kem chống nắng thì nó mới có hiệu quả chứ. Nếu như mà chúng ta cứ làm việc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời mà chúng ta uống mỹ nhân hoàng cung không thì chắc chắn là nó sẽ không cải thiện được nhiều. Và chúng ta phải phải có một cái biện pháp nào đấy bảo vệ từ bên ngoài, ngăn chặn các cái tác hại của môi trường đến với da của mình và kết hợp uống với mỹ nhân hoàng cung thì nó mới có hiệu quả đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là chúng ta ngay từ đầu chị cũng đã nói muốn có một làn da đẹp phải có một cơ thể khỏe đã. Chúng ta bên trong thì chúng ta uống như bên ngoài chúng ta cũng phải kết hợp. Phải thoa, Và chăm thậm sóc. chí cái mỹ nhân hoàng cung này cũng có thể nó là một sản phẩm có thể chúng ta đắp mặt nạ được. Tức là chúng ta cứ rửa mặt sạch đi, một tuần thì có thể chúng ta dùng nó để thoa 2 lần. Nó cũng có thể tẩy da chết, nó cũng thể là làm mờ các cái vết nám từ bên ngoài. Đó là cái cách mà chúng ta dùng các cái sản phẩm từ thiên nhiên này nó rất là hiệu quả như vậy. Trong thì có thể uống và ngoài có thể bôi. Thì người ta có thể nói rằng nó là một dạng mỹ phẩm ăn được. Khi mà mình đắp mặt nạ thì mình chỉ nên đắp khoảng tầm 20 đến 30 phút và rửa sạch đi đúng không ạ? Đúng rồi. Chứ không nên để qua đêm, vì để qua đêm thì cái mật ong nó có thể là có kiến nó sẽ bò vào và nó cắn luôn chúng ta. Nó không hẳn nó là như thế mà vấn đề nó sẽ bít các cái lỗ chân lông. Khi bít cái lỗ chân lông thì nó lại là cái mà lại kích thích cái việc là nên mụn hoặc là viêm các lỗ chân lông. Nên bất kể một cái sản phẩm nào đắp mặt thì người ta cũng chỉ cho chúng ta đắp 20 đến 30 phút chứ đâu có được đắp cả một buổi tối như thế đâu. Vì nhiều chị em có tâm lý là đắp càng lâu thì càng thẩm thấu nhiều vào trong da nên là tiếc tiếc của, nên là cứ cố Cố như thế đó. thầy Cố cái như thế gì lại nữa thành quá cố. đúng rồi nên cái việc đó là chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý khi mà chúng ta sử dụng các cái sản phẩm từ thiên nhiên. Sản phẩm chúng ta biết là từ các cái thành phần các chất có trong mỹ nhân hoàng cung như các axit amin 10HDA và các cái vi chất nó rất là nhiều và nó tạo nên cái công dụng chính của sản phẩm đó là hỗ trợ làm giảm cái quá trình lão hóa của da. Cái công dụng này chính là từ thành phần các chất có trong cái sữa ông Sữa chúa, chúa. và khi cái giải pháp kết hợp với cái giải pháp kỹ thuật trong chế biến thì cái thành phần các chất đó nó tăng lên rất là rõ rệt, thì chính đó là cái thành phần mà giúp cho cái quá trình lão hóa của da này bị chậm lại. Và thứ hai là tăng cường sức khỏe cho người sử dụng. Nhiều axit amin như vậy, nhiều dưỡng chất như thế thì chắc chắn rằng là đã cung cấp cho cơ thể rất là khỏe mạnh rồi. Và đặc biệt trong mùa dịch này mà chúng ta sử dụng mỹ nhân hoàng cung, nó là một cái cách tăng cường sức đề kháng cho cơ thể rất là tốt. Và đặc biệt đó là có thể giúp cho chúng ta giảm thâm nám và sạm da. Và cái công dụng cuối cùng của sản phẩm mỹ nhân hoàng cung đó là có thể dùng cho người chúng ta có thể là sử dụng cho những người bị mụn, thâm nám và sạm da. Và đặc biệt là mặc dù có thể không đưa vào trong cái công dụng của sản phẩm ghi trên tem nhãn, nhưng chắc chắn những người bị đau dạ dày tá tràng rất có hiệu quả đối với sản phẩm này.